湾更硬。我们跟那个火鸡。跟那个火鸡。那么就少，不然的话那么少很多，是吧？都干啥了？我来一个。那老我们在锅上放那么薄嘛啦，一包那么那么单，放回去，放回去，一包屁股都盖那么薄的。Đây em dính vào đây. Đúng không? Mày cào vào thì mày dính vào đây. Chán ấy.
Bà đang có Huy đi bấm cái tròn lên chó rồi các Huy chẳng hôm qua nào mình có đi ngủ nhưng mà mình kiểu là quen quen như chưa không có đúng không ạ? Ừ. Thế sao mà đem lên nghĩ bảo đóng cho nó không này nó gái đang một cái kiểu như là nghĩ nghĩ trong bơ ra rồi đi đem nước đấy cơ hả? Mình cũng đang cầm quần cho cái đấy rồi nhưng xong rồi đến lại ngủ ngủ đến lúc kia nó khóc bắt đầu mình chỉ ra thì đã đập về chân ngủ quá ngày nay ướt nó mới tỉnh ra mà. Ôi, ai mà chăn nó đi. Chăn chiếu. Công ty con nó chỉ được giặt xong chưa xài cái chăn dưới nữa hay chiếu không khô được đâu em không khô được cứ giặt thì sao không khô thì chưa xài xài chăn dưới này tối thì khô thời gian tối thì khô khô chưa có 35 này nhưng bên mẹ bên đó mà bên mẹ hay bán đồ gì đi hiến nhà kem lính này
cái 10.000 đấy đi rồi chứ. Cái 10.000 đấy rồi chứ. Cái đấy cái 100 đi nước cổ ấy cả Việt Nam nhỉ? Đã không nhớ nốt đấy. Làm cái kênh hôm trước mà được bật cái em như thế nào. Nhưng mà tôi ghét. Nốt đấy đấy. Ra hiền đến cái đại đi cái cong cong này để lại hồ để làm gì chỉ làm như thì cần hỏi các một kia những cái đại cong 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 những cái để làm gì Thank you.
Hãy
không được gì mày cái giới cho đấy. Cứ mà bán Thank you.
I
con đè rồi nó bán được sửa sớm. Ba và tầm cả cái tiết chỉ Việt Nam như là quốc gia duy nhất tiền tuyến tổ nào có cái kỷ lục Việt Nam là thực thành thịt ăn một cái là ẩm thực Việt Nam đúng là ẩm thực Việt Nam còn mà nó gọi là thực phải là quan hết là hiểu rõ từ Trung Quốc thì Trung Quốc có được nước Việt Nam có mấy là Việt Nam ừ thế ở Trung Quốc là tao nhất à Trung Quốc thì làm được ẩm thực thế giới không nào Trung Quốc bỏ rồi đấy là Trung Quốc thì nó lắm hương vị là quan người ta vị Trung Quốc thì làm được không thể nào người được nhìn sang cái con đấy là làm một loại thế. Mà vấn đề là toàn là nguồn sạch. Ẩm thực của bọn quá nhất là ẩm thực của bọn Ấn Độ. Các bạn đi du học sinh ở vùng của Ấn Độ không đi được cùng. Bởi vì không thể ăn được con nữa. Có ăn được gì đâu. Trung Quốc là ẩm thực Trung Quốc thì không được nữa. Vì làm món ăn của bọn Nhật cũng bán. Ẩm thực kinh khủng. Nó làm con cá và mấy giờ ra nó làm nó cũng 4 năm nè làm cái món cá thì hình khủng khiếp luôn cái Nhật Bản nó đúng nó bị dễ yên ẩm thực nó cũng dễ luôn không biết Trung Quốc là bên mình Trung Quốc nó quá lắm ra vậy xem cái đứa gái người gì con người Trung Quốc này có gì cũng làm nó ra một tiếp luôn vậy thì phong cách của người Nam Trung Quốc là người Trung Quốc nhiều à, người Nam không được làm được đâu nó lắm ra bị nhiều bị là nó không đồng nó có cách không đồng luôn rồi là thằng Nam đấy à người Nam Trung Quốc ăn bạc mà thần đồng của Trung Quốc ngày xưa các bạn nấu ăn được thì nó chưa mua làm nhìn đẹp, không ăn mặc đẹp.
Cái cua này thế nào? Cũng đầu nha. Đầu này dài ấy. Thế cái sao đẩy nó lên giống như phải xoan á? Trông nhìn như sát ấy. Như cửa sắt lẻ. Xem độ bám dính này. Bởi vì cái dính không hơi mà hờ. Thank you.
Nếu mà thế thì cái này còn lâu hết hơn là cái hũ của chị mua ấy. Cái mà khô là không ai dùng. Chú với em thỉnh thoảng dùng. Để dùng xem. Không cuộn bao nhiêu. Cái này quẹt nó cũng gọn đấy. Gọn như thế. Hả? Gọn như thế. Nó còn có cái hồ, nếu cái hồ mà nó ở trong cái hồ đen đen không hả? Hồ trắng này. Ừ. Bây giờ như mà không cả bán nữa rồi sao? Hồ đấy chặt hơn. Hồ đấy là chắc là dính nhất. Nóng cũng dịu mà nhỉ. Kệ đi, cho pin đặt xe. Cho pin tự đặt xe về. Nóng oi thì mới đúng. Có tí nữa. Xe đặt đi ạ. Đặt điện của chiu 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 kiểu như là ơi chị Lê ơi, không mẹ em xuống nhà Tú chắc đang về đấy chị ơi, bố em cũng đi lấy nước hàng chắc về rồi. Chị vào hắn trong này.
Em này 490 điện thoại cơ, cái gì vậy? Điện thoại à? Điện thoại của tiếng cho anh hay tiếng
Ông kêu gọi lại rồi đó. Gọi lại cho ông ấy không gọi, không nghe được. Hả? Gọi thế nào? À, gọi lại từ lúc gọi lại cho anh đấy, mình biết cái gì nữa. À, anh đang bảo gọi lại, anh đấy bảo sao để anh nói chuyện với khách. Hoàn thiện mới là tốn. Gạch lát, gạch nước, đèn, một điện, dây điện, bị vệ sinh. Cao, bề hòa. Điều hòa thì không cần lo chờ lắp sẵn luôn rồi bàn toàn có ống tầm mình mấy mét lắp vị trí nào cho nó đỡ tốn hết chứ lắp hết đằng sau đằng sau mặt đèn thì mình thấy hai cái để mà làm tiền lắp hết đằng sau đít đi lắp đằng sau đít cái chỗ một mét từ rãnh á bây giờ tốn hả ống đồng là cái phòng khách kia từ giờ khách mà ra nó rộng đít cả mấy mét phòng khách tuấn chuẩn bị lắp điều hòa lắp điều hòa âm trần lên từ đó phòng khách làm cái điều hòa cây Tuấn ạ, điện. Phòng khách có cái cây sáng ạ, mát, chả gì phải lắp điều hòa ông Trần. Ông Trần tốn điện lắm. Phòng khách ông Trần. Điện hơn, có mấy triệu. Mấy triệu đâu? Mấy triệu cũng có, điều hòa cây rẻ không? Nó rẻ hơn Trần. À, chỉ mấy triệu thôi. Điện lắm Tuấn ạ. Ừ, khả năng thế, chả phải âm ít gì cho nó đắt đỏ. Làm mấy... Ai à? Đội quân điêu ơi. Ai? Biết. Nào, lại ngồi đây đánh cá ngựa để thím quay video vậy nào. Ok. Này, con đánh thôi. Con đánh thôi à. Đâu, ba thì đánh. Đây, chú nhà... Nhà, 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 nhà. Boa, bác quý ạ, sắp về rồi. Ba cá ngựa đâu, thế nào? Anh ấy được về. Đây rồi. Bên kia. Mười giờ mới về anh ạ. Có khi bây giờ đang trên đường. Đấy xuống nhà mua này. Xuống nhà mua. Đạp xe đạp xuống trên nhà mua này. Ông đi. Đâu? Mà sao cứ điện đặt tâm chú luôn. Chị ngồi để cho mình. Đi ra. Ông chắc lấy một nhà. Ba người đấy. Ba người đấy. Để thím đi làm việc. Để thím quay không quay luôn, quay cũng là tiền, quay ra tiền. Quay lên mạng nữa à? Bọn này quay có bị kín không nhỉ? Đâu. Có dính không nhỉ? Tay. Thím à, quay lên mạng lắm. Đúng rồi, thiếu một quân. Thím đăng cho có, cũng không nổi tiếng được đâu mà lo. Ra nếu mà nói cái về giá bên Hà Nội giờ không cạnh tranh hơn phải mặt trước Hà Nội nó hàng đầu giá giờ ngày trước năm tỷ tiền nhất thế nào đó là chỉ một tí video này đủ 2 tiếng giá là một rẻ nhất tôi về đến Bắc Ninh bắt giá khác chưa gì món bụng nhưng mà có cái gì á Hà Nội giá để có cái gì đấy quấy rồi có thể làm những cái ống cộng gắn tiền cộng thì nó ra thành phố chứ mà làm cách nào kiếm tiền thì làm đi nữa thì thím hỏi nhân mấy cái này không có nghĩa đâu. Cái chơi thím chả hiểu luật lắm, sợ nó trên gian. Anh nhân ơi, còn chơi cách. Ăn cách mở lô. Chỉ biết ngày giờ là ăn cách mở lô, thay máy liên tục. Thay máy liên tục.
đi được anh 4 năm ăn một mé này. Mình đi gần đấy sửa chữa thứ mình có nhìn.